Chào các bác đã quay trở lại với shop hàng Nhật bãi của em Dân Trịnh nhé. Hôm nay thì bên shop lại về thêm một số những mẫu sản phẩm muốn giới thiệu đến quý cô bác anh chị. Quý cô bác anh chị đi qua kênh thì bớt chút thời gian cho em xin một nút like và một nút đăng ký kênh các bác nhé. Không để quý cô bác anh chị phải chờ đợi lâu nữa, bên em Dân xin đi và giới thiệu sản phẩm mới luôn nhé. Đợt này thì nhà em về thêm cho các bác đó là một số những cái dòng khóa Dani này, hàng của USA của Mỹ này. Con này thì trước kia có rồi nhưng mà nó hết một thời gian khá là dài. Đấy, đợt này lại về. Một bộ của nó gồm có 4 chiếc chìa, hàng của USA của Mỹ này. Hàng nói chung là cực kỳ xịn luôn. Đấy, các bác có thể khóa, có thể mở. Đây. Đấy. 4 cái chìa thì các bác có thể thay như người trong nhà thì có thể đầy đủ luôn nhé. Hàng đẹp xịn sò luôn. Con này thì chất liệu của nó thì bằng mạ đồng. Bên trong này thì là lõi của nó bằng cái cổ này bằng thép nhé. Và ổ khóa của nó riêng biệt nhau luôn. Đấy, không con nào cũng không phải là mở, con nào cũng mở được giống nhau, nhìn giống nhau nhưng mà không mở được đâu nhé. Không mở được cùng nhau đâu. Đấy, nên là các bác có thể yên tâm. Đấy, trộm của nó cũng khó có thể lấy được. Trộm của nó cũng khó có thể lấy được, cắp được cái của chúng ta nhé. Một cái chìa khóa bộ khóa Mỹ này thì ở bên nhà em đang có mức giá của nó sẽ là 250k nhé. 250.000 đồng và bên nhà em bao ship cho các bác cái dòng khóa Mỹ này. Hàng xịn sò luôn. Nhận hàng nhà em thì các bác cứ kiểm tra hàng thoải mái nhé, rồi các bác cũng phải thanh toán. Nên là các bác yên tâm luôn. Hàng đẹp. Đấy, khóa Dani của Mỹ. 250k và bên nhà em bao ship. Mã sản phẩm thì cũng rất lâu rồi bên shop em không giới thiệu cho các bác. Đó là dòng một dòng kem đánh răng muối này. Con này thì khi bác nhận hàng ấy, là nó là hàng mới luôn, thực lòng với các bác luôn, nhà em đang trải nghiệm rồi, sử dụng rất ok luôn nhé. Con này thì là kem đánh răng của Nhật, kem đánh răng muối của Nhật. Con này thì thương hiệu của nó là Suntat. Các bác có thể truy cập cái website của nó, đó là suntat.jp. JP là mã vùng của Nhật Bản nhé, suntat.com. Con này trọng lượng của nó là 170g nhé. Kem đánh răng. Giá của nó sẽ là 60.000 đồng. Dòng này thì nó là kem đánh răng muối. Nó sẽ có 3 cái công dụng, đó là trắng răng, sạch răng và thơm miệng. Đây, 3 trong 1 này. 3 chức năng trong 1. Một tuyếp kem đánh răng đây. Ngày sản xuất của nó đây, đây là ngày sản xuất nhé. Đấy là 24 tháng 1 năm 2024. Về được một lô. Ở chỗ này là ngày sản xuất. Hàng đẹp luôn. Đấy. Các bác mở ra có mùi thơm thoang thoảng luôn, mà đánh răng rất là dễ chịu luôn. Đánh răng bằng muối, nó có vị muối nhá, thì nó sẽ sạch răng và nó sẽ đảm bảo cho những cái nó có vị muối nên là nó sẽ đảm bảo sạch răng và nó thơm miệng cho chúng ta nhé, diệt vi khuẩn, nên là các bác có thể yên tâm. Một con kem đánh răng muối này thì bên nhà em đợt này đang có một cái mức giá cũng tương đối là ok luôn cho các bác luôn, 60.000 đồng thôi. Kem đánh răng muối giá chỉ có 60k. 60k một tuýp nhé. 60k một tuýp cái đánh răng muối này. Hàng đẹp luôn nhé. Riêng hàng nhà em ấy thì các bác cứ nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái nhé. Nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái. Một cái mã tiếp theo. Một chai thả vào cái bồn cầu ấy. Cái két nước bồn cầu ấy. Đây. Khi các bác nhận hàng các bác bóc ra thì nó sẽ như này. Đấy. Thì các bác sẽ mở ra cho em là đây. Nó sẽ có hai cái lỗ này. Các bác sẽ mở thêm một cái nắp ở trên này nữa. Cậy thêm cái nắp ở trên này ra nữa này. Đấy, mùi thoang thoảng luôn nhé. Và các bác thả vào cái két nước ấy, thì nó sẽ ra những cái nước màu xanh. Và nó sẽ là mùi rất là dễ chịu luôn. Nó có thể diệt khuẩn này. Đấy, tạo mùi thơm này. Và diệt vi khuẩn. Cái đây là nữa là cái gì nữa thì em cũng không biết. Đấy. Hàng đẹp luôn. Con này thì sử dụng rất ok, nhà em cũng đang trải nghiệm cái này rồi. Đấy, cứ các bác cứ thả vào bồn cầu nhé. Con này thì giá mềm thôi, con này thì giá chỉ có 40.000 đồng. Hàng này hàng của siêu thị Nhật nhé. Hàng siêu thị Nhật thanh lý nên là giá của nó người ta rất là rẻ luôn. Đấy. 40k. Các bác lên cho em mã này là mã thả bồn cầu nhé. Một cái mã tiếp theo. Đó là một cái dòng vệ sinh lồng giặt. Em nghĩ là có khi là nhiều bác là cũng chưa dùng cái này. Và cũng có một số bác bảo em là dùng làm cái gì. Thật sự là cũng có một số bác hỏi em là cái này dùng có tác dụng gì. Thì cái này nhá, các bác sẽ sử dụng là để mà quần áo các bác giặt lâu ấy. Nếu mà các bác giặt trong máy giặt ấy mà thì các bác sẽ ngửi thấy cái mùi hôi. Nếu mà bác không xả cơm pho thì các bác sẽ ngửi thấy mùi hôi. Đấy. Thì cái này nó sẽ tẩy cái lồng giặt để cho nó hết những cái cặn. Thứ nhất là cặn bám này. Đấy, hay là những cái bẩn thỉu ở trong cái máy giặt của chúng ta. Và nó sẽ đưa đi. Cách sử dụng thì rất là đơn giản thôi. Không, trong máy giặt không có một cái gì cả. Các bác mở nắp ra, các bác đổ vào. Đấy, các bác đổ trực tiếp cái chai này vào. Và các bác chọn vào chế độ là vệ sinh lồng giặt. Đấy, là xong.
Đấy, là các bác đi lúc nào mà nó xong thì là các bác lại giặt quần áo như bình thường. Thì nếu mà bác nào mà muốn kiểm tra ấy, thì các bác có thể để cái ống thoát nước ra ngoài một cái chậu để cho nó xả cái nước ra. Thì các bác có thể nhìn thấy cái nước đấy rất là bẩn. Em đã trải nghiệm rồi. Hàng này của nó là hàng nội địa Nhật của Made in Japan nhé. Hàng nội địa Nhật của Japan này. Đấy, sử dụng rất là tốt luôn, xịn sò. Hàng đúng như nhà em quảng cáo. Một cái chai tẩy lông giặt như này thì ở bên nhà em đang có mức giá chỉ có 50k thôi. 50k một chai. Đó. Hàng thì những cái hàng này thì số lượng như em thoải mái luôn. Các bác lấy về bán cũng được. À, các bác lấy về bán cũng được thoải mái. 50 ngàn đồng một chai. Nước tẩy lông giặt. Hàng của nội địa Nhật nhé. Một cái mã nữa này. Con này thì nó là một cái dòng thông cống này. Những cái bác nào mà vòi Larabo bị tắc này, hay là ống cống bị tắc này, thì các bác có thể sử dụng con này. Trọng lượng của dung tích của nó là 80 gram à 800 gram. Hàng của nội địa Nhật nhé. Hàng này hàng nội địa Nhật. Cách sử dụng thì các bác đây, đổ vào đây, đổ vào xong là các bác xả nước ra. Thì từ từ nó sẽ thông cống, nó là thành phần chất axit nên là các bác không thể cho vào mắt được luôn nhé. Giá của nó sẽ là 80.000 đồng. Một chai dung tích gần 1 lít. Ngót một chút là gần 1 lít. Đấy thì các bác cứ đổ từ từ 100 ml một, 100 ml một. Nó ghi 800 nhưng ở đây là 10. Đấy thì các bác mỗi lần đổ thì các bác đổ cho em một bậc, mỗi lần đổ đổ một bậc. Đấy, lúc nào mà nó cứ chui xuôi xuống hết thì các bác lại đổ thêm, xuôi xuống các bác lại đổ thêm. Đấy, để khi nào mà thông tắc thì thôi. Đấy, giá của nó rất là mềm nhé, 800 g hàng nội địa Nhật xịn sò luôn. 80 ngàn đồng, chai thông tắc cống này. Hàng đẹp luôn nhé. Nhận hàng như em ấy thì các bác yên tâm luôn, kiểm tra hàng thoải mái rồi các bác phải thanh toán nhé. Một cái mã tiếp theo này. Một cái dòng nước giặt quần áo này. 4 trong 1 luôn nhé. 4 trong 1 này. Con này thì nó sẽ là thơm. Rất là thơm luôn, nhà em cũng mới sử dụng loại này. Rất là ok. Thế nên là lấy về để có thể phục vụ cho các bác luôn. Con này thì cách sử dụng thì rất là đơn giản thôi, các bác xé cái túi này ra. Xé cái đường túi này ra. Và các bác sử dụng thôi, dùng xong thì các bác lại gấp này lại. Đấy. Hàng này sử dụng rất là ok luôn. Đấy, con này thì các bác chỉ việc là thả vào máy giặt thôi, không cần phải xé chiếc giặt. Thả máy giặt này. Xong là các bác cho quần áo vào này. Xong là các bác ấn nút ok. Đấy, cái này tránh xa tầm tay trẻ em nhé. Đấy, tránh xa tầm tay của trẻ em ra. Hàng này của nó thì xịn sò luôn rồi. Một bịch. Một bịch. 6 cho 1. 36 gói. Con này thì ở bên em đang có mức giá đó là 250k nhé. 250.000 đồng một túi. Bao ship luôn. 250.000 đồng ở bên nhà bao ship nhé. Các bác lên cho em mã này là mã nước viên giặt quần áo nhé. Túi giặt quần áo. Túi giặt quần áo. Hàng xịn sò luôn. Mùa này thì nhiều khi nó cũng hay nắng nóng hay mất điện. Thì cái dòng quạt tích điện này thì nó cũng rất là tốt luôn. Mà nhất là bác nào mà đang nhà đang sử dụng những cái dòng pin máy Makita này thì lại còn tiện hơn nữa. Nó sẽ có cho các bác đó là một bộ. Em sẽ bán theo bộ nhé. Nó sẽ gồm có là một cái viên pin 10 cell, một cái thân quạt và một cái đốc sạc như thế này để về các bác sử dụng. Cái dòng quạt này thì nó sẽ có hai cái công tắc này, đằng sau này có hai công tắc này. Đấy, một công tắc là mạnh này, một công tắc là nhẹ này. Đó, động cơ của nó là động cơ không chổi than nên là nó dùng nó rất là bền và nó cũng đỡ tốn pin đi rất là nhiều nhé. Dùng bền mà nó đỡ tốn pin rất là nhiều luôn. Và hàng này của nó cực kỳ đẹp luôn. Cái này nó bốn cánh và cái kích thước của cái cánh này nhé, cái kích thước của cái cánh này nó sẽ rơi vào 22 cm. Nó là dòng quạt bé nên là các bác ví dụ nhà có cháu nhỏ hoặc là các bác lớn tuổi thì có thể sử dụng được trong những lúc mất điện. Thực ra là nó cũng bây giờ nó cũng ít mất điện rồi nhưng mà nó cũng chả biết được khi nào mà nó mất điện hay không. Đấy thì đây, chiều cao của nó từ đất lên thì nó sẽ rơi vào 31,5 cm đó. Và con này thì mất điện các bác bật rất là mát luôn. Đấy. Nó có hai tốc độ gió thì ví dụ các bác bình thường cho cháu nó ngủ thì các bác để cái tốc độ bé thôi. Đấy, và nó có thể bẻ lên bẻ xuống nhé. Đây, cổ của nó này các bác có thể điều chỉnh các cái góc của nó này. Đấy, rất là ok luôn. Còn nếu bác nào mà có thể thích chế cháo lên ô tô các thứ ấy, thì các bác cũng có thể chế cháo lên được. Đấy, cái này thì các bác về các bác chế lên. Con này thì nó đầy đủ cho các bác một bộ, đầy đủ một bộ là một pin, một quạt và một thân quạt và một cái đốc sạc. Đấy, là giá của nó sẽ là 420k, 420k một cái này và bên em bao ship nhé. 420k này. Các bác lên cho em mã này, mã quạt Makita nhé, 420k. Bao ship. Đấy, còn bác nào mà muốn mua thêm pin thì các bác có thể mua thêm một viên pin. Một viên pin này thì bên em sẽ bán kèm thêm cho các bác với giá là cùng của sản phẩm này thì giá nó sẽ là 220.
à 200. Còn nếu mà bác mua lẻ thì sẽ là 220 nhé. Đấy, mua lẻ nguyên cục pin này thì là 220 và mua cùng thì nó sẽ là 200. Đấy, một cặp của nó. Một con tiếp theo, một con đèn. Con này thì thực sự với các bác luôn. Mất điện thì vô cùng sáng luôn. Hai chế độ sáng nhé, các bác có thể nhìn thấy hai chế độ sáng của nó khác biệt hoàn toàn luôn. Con này thì các bác về những cái này các bác lột cái tuống người ta. Đấy. Rất là sáng luôn. Đấy. Con đèn này thì nó cũng là như con kia thôi, cũng có một pin, một thân pin, à, một pin, một sạc và một cái thân này. Thì con này giá của nó sẽ là 450.000 đồng nhé. Các bác lên cho em mã này, mã đèn Makita nhé, 450k với nhà em bao ship. Hàng cực kỳ ok luôn, nó gồm có đấy cho các bác. Cực kỳ chất lượng. Cực kỳ chất lượng luôn này. Đẹp xịn xò luôn. Con này thì đây, kích thước của nó nhé. Chiều ngang của cái đèn này nó sẽ rơi vào 22 cm. 22 cm nhé. Và cái chiều ngang, chiều cao này của cái đèn này nó sẽ rơi vào 10,5. Tổng chiều cao của nó khi ngửa hết cỡ lên nó sẽ rơi vào cửa tầm hơn 20 cm một chút. Giá của nó, con này thì bên thì em đang có mức giá đó là 450k để em dán lại cái giấy vào đây cho nó dễ nhé. Đó, thì một cái video thì em dân thì cũng nên rất là nhiều những cái sản phẩm. Nên là ví dụ gặp cái chưa sản phẩm chưa ưng ý thì các bác có thể hoan hỉ vui lòng có thể tời qua cái sản phẩm khác giúp em. 450k. 450k và bên em bao ship luôn nhé. Đấy, các bác lên cho em mã này, mã đèn Makita nhé. Đây như các bác nhé, khi mà các bác nhận hàng ấy, thì cái dòng quạt này nó sẽ là nguyên hộp, nguyên tai, nguyên kiện, nguyên thùng như này cho các bác này. Đấy, chắc chắn thì em sẽ phải bóc ra em kiểm tra. Nhưng mà đây là nó sẽ là chi tiết cho các bác, nó sẽ là nguyên thùng. Đấy, hàng mới luôn nhé. Con này thì đây, của thương hiệu của xe nhé. Em xin đi vào chi tiết hơi lâu một chút. Nên là các bác nếu mà không ưng cái quạt thì các bác có thể tời sang để có thể sang những cái sản phẩm khác nhé. Đấy, thì một video của shop lên rất là nhiều những mã sản phẩm. Đấy, con này thì nó sẽ có hai cái lớp vỏ hộp. Hai cái lớp vỏ hộp này. Đó, toàn bộ của nó là hàng mới. Toàn bộ nó là hàng mới, nói chung là lắp đặt, các bác có lắp đặt vào thì rất là dễ thôi. Đấy, em cũng phải tháo ra để em test, em kiểm tra cho các bác. Trước, con dòng này đời 2024. Và đặc biệt ý, nó thì sẽ sử dụng cái nguồn điện, đó là nguồn điện 220V nhé. Đây, bóc mới nguyên siêu cho các bác luôn. Đấy, bóc mới nguyên siêu cho các bác luôn nhé. Tất cả đều nguyên siêu. Đây, còn đây là hàng mới, toanh 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 luôn. Hàng mới toanh toanh luôn. Đấy, còn khi mà các bác lắp lên ý, thì nó sẽ có một cái quạt như thế này cho các bác luôn này. Đấy, nó sẽ là một cái quạt này. Cán các thứ rất là chắc chắn nhé. Nó rất là chắc chắn. Hàng còn nguyên siêu mới luôn. Sử dụng nguồn điện 220V. Đây, để em cắm vào cho các bác luôn này. Bật đây, công tắc ở đây này. Đó. Và bác chỉnh tốc độ này. Nó có 32 tốc độ cho các bác. 18, 19, 20, 21, 22 này. 32 tốc độ tất cả này. 32 tốc độ. Đó, và các bác có thể con này chỉnh thoải mái luôn. Và nó có cả cái remote. Có cả cái remote này để các bác điều khiển. Đấy, tí nữa em sẽ giới thiệu đời và công suất nhé. Em xin giới thiệu cho các bác những cái này trước. Đấy, điều khiển đây, các bác rút ra. Và cái này các bác lắp vào đây. Nó có cái giá này để các bác được điều khiển này. Thì các bác lắp lên trên này. Đấy, thì để mà khi dùng xong các bác để điều khiển vào đây. Đó, đây. À, các bác có thể quay tốt năng này. Đấy, quay tốt năng này. Rất là xịn xò luôn nhé. Con này thì các bác có thể kéo cao lên. Đó, các bác có thể kéo cao lên này. Đấy, quạt này nó là dòng quạt cây. Nó là dòng quạt cây các bác nhé. Kích thước của nó nhé. Từ đất lên khi mà quạt cây này đây. Nó sẽ rơi vào 1m15. 1m05. 1m05 nhé. Còn khi mà các bác để thấp xuống này. Các bác ấn nút đằng sau nhé. Em tạm dừng cái tốc năng đã. Đấy, các bác sẽ ấn nút đằng sau này cho em. Đấy, là mình tiếp tục ấn xuống này. Là mình ấn xuống này. Con này mà khi mà hết cỡ rồi, hết cỡ rồi. Con này khi mà các bác ấn xuống này, nó sẽ là 87 cm. Đây, công suất của con này rất là nhẹ điện thôi, 30W các bác nhé. 30W này, điện motor của nó DC này. Đấy, động cơ không chổi than, 9 cánh. Và đây, tắt. Các bác có thể dùng cảm ứng hoặc các bác có thể sử dụng cái remote để các bác điều khiển thoải mái luôn nhé. Đấy, thương hiệu của nó là thương hiệu của Xere, hàng của nội địa Nhật, nguyên hộp, nguyên mới, nguyên thùng luôn. Con này thì đây, thông số của nó đây, 30W này, điện 220V. Dòng này 30W, điện 220V, hàng nguyên hộp luôn nhé. Hàng nguyên hộp luôn. Cánh của nó là 35 cm.
sải cánh của nó là 35 cm, hàng chân đế rất là chắc chắn luôn, để các bác về các bác lắp vào rất là tiện lợi. Một số bác cũng có bình luận với em đó là bảo là hàng nội địa Nhật thì không có điện 220, thì em xin phép được các bác là có điện 220V nhé. Tất cả đều có, trên thế giới này tất cả nước nào cũng thế, đều có điện 220 và điện 110. Nhưng mà ví dụ là ở Nhật thì người ta sẽ ưu chuộng dùng điện 110 hơn, còn 220 này nó sẽ ít hơn, nên là giá của nó sẽ nhé. Con này thì nếu mà các bác mua mới nguyên hộp từ Nhật gửi về, đâu đó nó sẽ rơi vào cỡ tầm 4 triệu. Nhưng bên nhà em hôm nay giá ưu đãi cho các bác luôn, giá của nó chỉ có 2.500.000 và bên nhà em bao ship 2.500.000 đồng nhé. 2.500.000 quạt 9 cánh này. Các bác cứ lên mã cho em mã là mã quạt 9 cánh nhé. 2.500.000 đồng và bên nhà em bao ship toàn quốc cho bác luôn. Nhận hàng nhé, các bác lắp vào kiểm tra. Con này bảo hành cho bác 2 năm. Đấy, những cái dòng này bảo hành cho bác 2 năm. Đấy, và các bác có thể điều khiển nằm trên giường, các bác có thể điều khiển 9 cánh. Chạy rất là êm luôn. Đấy. Chạy rất là êm và rất là sướng luôn. Dùng xong các bác có thể cất điều khiển vào đây. Đấy, hàng đẹp luôn nhé. Tất cả đều rất là nguyên zin, nguyên đai, nguyên kiện luôn. Nó có cả hẹn giờ các thứ đầy đủ. Đấy, hẹn giờ chỉnh tốc độ gió đều rất là ok luôn nhé. Đó, các bác đi qua kênh thì cho em Dân Trịnh xin một nút like không nhé. Một cái mã sản phẩm áo điều hòa đợt này về cũng lại rất là nhiều luôn. Đợt này thì về áo thì đầy đủ cho các bác các size số nhé. Đấy, đầy đủ các bác size số này. Màu giàn di, màu nói chung là màu cũng rất là đẹp. Màu thì các bác ngẫu nhiên nhé. Màu này sẽ là màu ngẫu nhiên. Nó sẽ gồm có cho các bác đó là một cái bộ cá bộ nhé. Sẽ một gồm một áo và một cái bộ pin như này. Thì cái áo thì đơn giản rồi. Thì mình quan trọng nhất là cái bộ pin thôi. Bộ pin này thì thương hiệu của nó là thương hiệu của Akita. Hàng của nội địa Nhật. Con này thì nó sẽ là dung tích pin của nó là 86.000 mAh, công suất là 20W. Đấy, sạc vào đây, hàng của Nhật cực kỳ xịn sò luôn. Ở đây nó sẽ có cho các bác đó là hai cái vạch đèn sáng này, các bác bật lên này. Đó, thì một cái vạch bên trên là pin, còn cái vạch dưới là sẽ là tốc độ. Các bác về các bác lắp vào nhé. Lắp vào áo thì nó rất là đơn giản thôi, còn là các bác chỉ cần test như này cho em là được này. Các bác cắm cái dây đỏ này vào đây này. Cắm cái dây đỏ vào cái pin này. Đó, và các bác kết nối với cái quạt. Cái quạt thì ở đây nó sẽ có cái lỗ này. Thì các bác kết nối vào cho em này. Các bác kết nối vào. Và các bác bật nguồn lên nhé. Và các bác bật nguồn này. Đó, các bác muốn chỉnh đến chế độ này. Đấy, thì tốc độ mạnh, tốc độ yếu thì khuyến cáo các bác là nên sử dụng ở mức độ 2 thôi. Ở mức độ 2 thôi nhé, thì là nó phù hợp nhất. Đó, nó sẽ gồm cho các bác đó là một pin, hai quạt, một dây và một cái đốc và một cái sạc này. Giá của một cái bộ áo điều hòa này thì ở bên em cả bộ nhé là sẽ là 550k. Và bên em bao ship. Đấy, áo như em thì đầy đủ các size số cho các bác luôn. Đấy, đầy đủ các size số cho các bác luôn nhé. Nên là các bác có thể thao hồ lựa chọn. Đấy. Đấy, đợt này thì shop nhà em về rất là nhiều những cái mã kính nhé. Các bác có thể nhìn thấy này, kính lão này. Rất là nhiều, đầy đủ tất cả các size số. Đấy, ví dụ các bác nào muốn 1.75 cũng có. Đấy, nó sẽ có các size số đầy đủ cho các bác luôn. Dòng kính cận, kính lão như thế này. Hàng này thì toàn bộ của nó là hàng của Germany của Đức này. Đấy, thì các bác sẽ nhìn nó bình thường không thì nó sẽ hơi mờ nhé. Nó sẽ nằm ở những góc này này. Đấy, thì các bác có thể lưu ý cho em này. Ở góc này đây, các bác nhìn bình thường này thì có khả năng là không nhìn thấy. Nhưng mà đây, các bác có thể nhìn thấy này. Germany này, Germany và độ của nó. Thì nó sẽ là in ở trong bên trong mặt kính này luôn. Hàng xịn đảm bảo cho bác luôn. Gọng của nó nhé. Cái gọng này của nó thì nhiều khi là lúc vận chuyển ấy, thì nó sẽ hơi thẳng ra này. Ví dụ thế, thì các bác có thể nắn được. Gọng mềm, các bác có thể nắn điều chỉnh được thoải mái cái gọng này của nó này. Hàng xịn luôn. Hàng này thì thương hiệu của nó là thương hiệu của Berlin. Made in Germany của Đức. Con này thì nó là dòng kính lão kính tuổi. Kính lão kính tuổi nhé. Dòng này hàng đẹp, hàng xịn sò luôn. Nhận hàng của shop thì các bác về các bác kiểm tra thoải mái. Đấy, riêng hàng kính này. Con này thì nó sẽ lên, các bác lên cho shop mã này là mã kính lão nhé. Kính lão. Giá của nó sẽ là 250.000 đồng. Một cái mã kính lão này. Và bên nhà em bao ship cho các bác luôn. Đấy, hàng đẹp, xịn sò luôn. Và bao ship cho các bác nhận hàng, kiểm tra hàng thoải mái. Đấy, kính lão này. Kính lão 250k. Bao ship toàn quốc luôn. 250k bao ship toàn quốc luôn. Ở đây thì nhà em có những cái độ như sau. 0.5 này. 0.75, 1.25, 1.5, 1.75, 2, 2.25, 2.5, 2.75, 3, 3.25, 3.5, 3.75 và 4 độ. Đấy, đến 4 độ nhé các bác nhé. Hàng của nội địa Đức xịn sò luôn.
Nhận hàng các bác cứ test thử kiểm tra thoải mái luôn. Vừa rồi các bác cũng phải thanh toán nhé. Đấy, kính lão đầy đủ rất là nhiều luôn nhé. Một cái mã tiếp theo, một cái dòng kính đổi màu. Đấy, dòng kính đổi màu con này thì hàng của Army, hàng cực kỳ xịn sò luôn. Hàng Army, hàng cực kỳ xịn sò luôn này. Dòng này thì nó là hàng của Marine Italy. Italy này, hàng nội địa của Italy, cực kỳ xịn sò luôn nhé. Cái dòng kính này thì nó sẽ có cái size kính cho các bác đây, 14,6 cm nhé. Và gọng của nó nhé là gọng mềm, gọng của nó là gọng mềm này. Các bác có thể nhìn thấy, đó, đây, có thể bẻ cong lại. Đấy, nên là các bác bỏ trong túi các bác cũng không sợ bị gãy, gọng mềm luôn này. Enemy, hàng đẹp luôn nhé. Các bác lên cho em mã này là mã 700, kính 700 nhé. Đấy, D700. Đấy, lên đến mã D700 này. 700. Con này bên shop đang có mức giá đó là 350k. Bao ship luôn nhé. Riêng nhận hàng của shop là các bác cứ kiểm tra hàng thoải mái. D700 350k bao ship. Hàng xịn sò luôn. Con nào cũng thế nhé. Đây, ở đây có vài con thôi, nhưng con nào cũng thế này. Gọng mềm thoải mái luôn. Gọng mềm thoải mái luôn. Hàng xịn sò. Kính đổi màu. Kính đổi màu. Một con nữa này, con này cũng là đổi màu luôn này. Cái dòng này cũng là đổi màu luôn này. Hàng đẹp luôn nhé. Đấy, các bác thấy không? Lau đi qua đi cái là lại sạch ngay, để nó bụi bặm thôi. Con này thì nó là hàng trơn. Hàng trơn luôn nhé. Hàng trơn, hàng trong này. Hàng trơn. Con này thì giá mềm thôi. Con này cũng đổi màu. Đấy, con này cũng đổi màu. Cái size kính của nó nhé. Đây, cái kiểu dáng của nó đây. Tay kính của nó bằng nhựa, nhưng mà nhựa mềm luôn, không sợ bị gãy đâu. 14,2 cm. Hàng đẹp luôn này. Gọng cứng. Gọng cứng một gọng. Con này thì các bác đi đường thoải mái luôn, hàng cực kỳ đẹp luôn nhé. Các bác lên cho em mã này, mã D701. D701. Con này thì đợt này giá mềm lắm. 280k. Mã D701. D701 280k. D701 280k và bên shop bao ship luôn. Một con nữa này, con này thì các bác đeo vào nhìn nó rất là chi thức luôn này. Nhìn nó rất là chi thức luôn. Hàng đẹp luôn nhé. Gọng ghiếc của nó này. Đẹp xịn sò luôn. Size kính của nó nhé. 14 cm. Con này cũng là đổi màu luôn này. Các bác đi lái xe các thứ thoải mái luôn. Trời nắng thoải mái luôn, ok luôn. Đấy, các bác lên cho shop mã này thì là D702. D702 nhé. D702 này. Giá của con này thì là 330k. D702 330k. D702 330k với anh em bao ship nhé. Đấy, D702. Một cái mã tiếp theo này, em phải bỏ ra ngoài luôn. Nguyên tem giấy này. Nguyên hộp. Hàng nguyên hộp luôn. Đấy, nguyên hộp luôn này. Đầy đủ luôn nhé. Hàng của Hugo Boss Made in Italy. Hàng Hugo Boss Made in Italy này. Đẹp sang xịn luôn. Đẹp sang xịn luôn. Gọng mềm nhé. Đấy, Hugo Boss này. Xịn sò luôn này. Kiểu dáng rất là đẹp luôn có nhé. Đấy, kiểu dáng rất là đẹp luôn. Hugo Boss này. Boss này. Đấy. Hàng của Italy này. Hàng của Italy.
Made in Italy Hugo Boss. Đấy, hàng nguyên hộp luôn nhé các bác nhé. Hàng này nguyên hộp, nguyên túi bóng luôn. Trong này nó còn có một cái dòng thẻ nữa này. Trong này nó có một cái thẻ này. Đấy, thẻ của Hugo Boss này. Hàng xịn sò luôn. Dòng này nó là phân khúc hàng cao cấp luôn. Hộp của nó này. Bọt. Con này thì các bác lên cho em mã này là 703 Hugo Boss này, 703, hàng VIP luôn nhé. Con này thì bên shop đang có mức giá đó là 950k. 950k. 7D703. 950k. Bao ship D703 950.000 đồng và bên shop bao ship luôn. Một cái mã tiếp theo này. Cho thêm một con VIP nữa luôn này. Con này thì hộp của nó này. Chapel này. Kính Chapel này. Hộp nguyên hộp luôn này. Trong này của nó thì nó có cả thẻ này. Nó có cả thẻ này. Cả túi này. Cho các bác luôn. Đấy, cũng có con là nó còn vỏ hộp. Nhưng mà cũng có con là chỉ có hộp trong này thôi. Đấy, con này thì đây, rất là đẹp luôn này. Nguyên seal luôn nhé. Dòng này là nguyên seal luôn. Hàng xách tay về. Đấy, hàng của Italy. Cực đẹp và cực chất luôn nhé các bác nhé. Những cái dòng này thì cực đẹp và cực chất luôn. Đây. Một con kính này. Chapel này. À, cho pad này. Hàng đẹp luôn nhé. Gọng các thứ của nó này. Cho pad Made in Italy. Đó. Hàng này thì các bác yên tâm luôn. Nét nền nẹt luôn. Hàng này hàng nét nền nẹt luôn. Con này nó sẽ có size kính cho các bác luôn nhé. Nãy em con game đo size kính cho các bác chưa nhỉ? 14,5cm. 14,5cm nhé. Hàng cực kỳ ok luôn. Con này thì cán thẳng. Thân thẳng của nó đây. Các bác lên cho em mã này. Đây, hàng này của nó là còn nguyên túi bóng. Hàng này của nó là còn nguyên túi bóng này. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn. Nói chung là hàng này thì thuộc dòng phân khúc hàng xịn. Nó là thuộc phân khúc hàng xịn. Đấy, còn nguyên túi bóng như hàng xách tay. Các bác lên cho shop mã này là mã D704 nhé. Hàng của Italy. D704 950k và bên shop bao ship. 704 950k bao ship cho các bác luôn. Một cái mã tiếp theo. Một con poacher. Gọng của nó này. Gọng này bằng sắt. Rất là thanh cảnh luôn. Rất là thanh cảnh luôn. Con này thì đây. Cực kỳ đẹp luôn nhé. Gọng của nó này. Cực kỳ ok luôn. Size kính của nó đây. 14,5cm. Nói chung là nó cũng phổ thông mặt của Việt Nam chúng ta thôi. Hay là toàn thế giới thì nó cũng chỉ có một cái kiểu mặt đấy thôi. Kích thước nhỏ cũng không chênh lệch nhau đáng kể đâu. Các bác lên cho shop mã này là mã D705. D705. Hàng đẹp luôn nhé. Cái dòng này hàng đẹp luôn các bác nhé. D705. Con này có giá của nó sẽ là 330k. D705 330k và bên shop bao ship luôn. Tất cả toàn bộ kính này là bên shop bao ship nhé. Nên là các bác yên tâm luôn. Nhận hàng ý, thì các bác cứ kiểm tra hàng thoải mái rồi mới phải thanh toán. Một cái mã tiếp theo này. Rất là đẹp luôn. Màu trà này. Và màu đen. Hai màu. Bác nào ưng màu nào thì các bác bảo em nhé. Màu trà và màu đen nhé. Con này thì nó đều có cho các bác. Đó là thương hiệu của nó đây. Zando này. USA của Mỹ này. Hàng Mỹ này. Con này thì được mạ cho chúng ta một lớp 18K. 18K này. Khi các bác mua cái kính này nhé thì sẽ được tặng kèm thêm đó là một những số những dòng bao da nhé. Bao da thì cũng ngẫu nhiên. Đấy, cái những dòng bao da ngẫu nhiên này
đấy, thì nó cũng có lúc là bao da của cái dòng Solex, nhưng mà có những lúc thì nó sẽ là dây pan và có những lúc là nó sẽ là hộp cứng đấy, thì nó sẽ được tặng kèm theo đó một cái hộp nữa đấy, đại loại nó là như thế, đại loại nó sẽ được tặng kèm theo hộp xịn đấy, còn bình thường nó sẽ là hộp thường, còn cái này nó sẽ được tặng kèm theo nó là một loại hộp xịn cho các bác luôn đấy, hàng cực kỳ xịn sò luôn nhé, màu trà và màu trà và màu đen, hai màu. Cái size kính của nó nhé thì nó cũng sẽ là 14 cm, 14,1, 14,2 nhưng mà thôi cứ gọi là 14. Hàng đẹp luôn. Các bác lên cho shop mã này là mã D706. D706. Con này thì có mức giá đó là 700k với shop bao ship nhé. D706 700k. D706 700.000 đồng và bên shop bao ship cho các bác luôn. D706 700k bao ship. Hàng đẹp luôn nhé. Nhận hàng thì các bác cứ kiểm tra hàng thoải mái rồi các bác mới thanh toán cơ. Một mã kế tiếp này. Mẫu con này mẫu của đẹp xịn sò luôn này. VN này. Đấy. Lô vút. Lô vút Tion này. Italy này. VN này. Hàng cực đẹp, cực chất luôn. Hàng cực đẹp, cực chất luôn nhé. Đeo lên thì nó rất là phong cách luôn nhé. Con này nó gọng của nó đây, các bác có thể nhìn thấy. Đặc biệt luôn nhé. Và những cái này thì nó rất là chất lượng luôn nhé. Hàng này thực sự à với các bác luôn, độc nhất vô nhị luôn. Con này thì nó sẽ có size kính của nó là 14,7 cm. Đẹp, xịn sò. Các bác lên cho shop mã này là mã D707. 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 330k. D707 330k và bên shop bao ship mã D707 này. Đấy. Hàng đẹp luôn nhé. Một con tiếp theo này. Các bác có thể nhìn thấy kiểu dáng cực kỳ đẹp luôn. Hàng này hàng của Solex. Famicom. Solex Famicom. Cực kỳ ok luôn. Hàng cực kỳ ok luôn. Size kính của nó này. Đấy, có bao da. Bao da của Solex luôn nhé. Nó theo sẽ theo bao da của Solex luôn. Hàng cực kỳ xịn sò luôn nhé. Đấy, nó có cả bao da này, kính này, các bác về các bác sử dụng luôn. Hàng cực kỳ chất luôn. Con này thì được mạ một lớp 14K. Được mạ một lớp 14K này. Cực kỳ ok. Các bác lên cho shop mã này là mã D708. D708, con này có mức giá cực kỳ mềm luôn, 700k. D708, 700k bao ship. Vào bên shop bao ship luôn nhé. Mã D708, giá của nó sẽ là 700k bao ship. D708. Hàng đẹp luôn. Một con tiếp theo này. Mắt của nó này. Con này cũng là dòng này cũng là dòng của Solex nhé. Solex Famicom. Hàng của Pháp thì các bác yên tâm rồi, hàng nội địa Pháp thì yên tâm luôn. Hàng này dùng rất là ok luôn. Size kính của nó 14,5. Con này thì cũng được mạ một lớp 14K. Mạ 14K này. Hàng cực kỳ chất luôn. Có bao da nhé, chắc chắn rồi. Hàng Solex, tất cả hàng Solex đều có bao da để các bác về các bác đựng thoải mái luôn, cực đẹp luôn. Đó. Các bác lên cho shop mã này là mã D709. D709.
D709 700k. Đấy, D709 cũng 700k. Bao ship luôn nhé. D709 700k bao ship luôn. Một con Solex nữa, nhưng con này thì không có mạ. Con này thì không mạ. Đẹp luôn nhé. Đấy. Hàng này thì gọng này của nó thì các bác có thể bẻ mềm dẻo luôn, các bác có thể bẻ các bác chỉnh nhé. Ví dụ về nhưng mà lúc mà trong lúc vận chuyển ấy mà nó hơi bị lệch những cái này này, nó không gãy gì đâu. Đấy thì các bác cứ bẻ lại cho các bác chỉnh lại cho em nó cân một chút. Đấy. Ví dụ đây này nó đang hơi không cân một chút thì các bác có thể vận chỉnh lại một chút cho em. Đấy cái dòng này. Hàng này thì nó là hàng của Solex Famica. Rất là đơn giản nhưng mà thiết kế cực đẹp. Cái size kính của nó này. Mười bốn cm. Các bác lên cho shop mã này là mã D710. D710 500k. D710 500k bao ship. Một cái mã nữa này. Nguyên hộp không nhé. Nguyên hộp luôn. Giấy tờ đầy đủ luôn này. Dây bàn này. Dây bàn này. Giẻ lau kính. Dây bàn. Hàng cực kỳ ok luôn. Nguyên túi bóng không nhé. Hàng cực kỳ đẹp. Gọng của nó này. Dây bàn made in Italy. Hàng nhà em thì các bác yên tâm luôn, nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái luôn. Cực kỳ đẹp. Con này cực kỳ đẹp, cực kỳ chất. Cực kỳ đẹp và cực kỳ chất luôn nhé. Các bác lên cho em mã này là D711. Nó cũng cùng thế nhé. Còn nguyên túi bóng này. Dây bàn này. D711. À, 700k bao ship. D711 700k nhé. Còn nguyên hộp nhé. Nó còn nguyên hộp. Nên là các bác yên tâm. D711 700k và shop bao ship. Một cái mã kính tiếp theo. Màu trà. Hàng đẹp luôn nhé. Hàng này thì đây, hàng của Mỹ, American USA. Hàng đẹp luôn, gọng của nó này, rất là sang luôn. Rất là sang, rất là đẹp luôn. 100% chống tiêu UV, cực tốt luôn. Cực sang luôn, cực đẹp luôn. Đó. Size kính của con này nhé. Mười bốn phẩy hai cm. Cực chất luôn. Con này thì các bác lên cho shop mã này là mã D712. D712. 350k. D712 350k shop bao ship. D712 350k bao ship. Một con tiếp theo. Một con kính Bentley. Gọng của nó này. Hàng đẹp luôn nhé. Hàng cực đẹp, cực nét luôn nhé. Hàng này của nó thì hàng của made in Italy này. Hàng của Italy. Đây là em chút chỉnh lại cái. Đấy. Mercedes-Benz này. Italy. Cực đẹp luôn. Đấy, gọng giữa cái thứ của nó này. Thân gọng của nó đẹp xịn sò. Đẹp xịn sò luôn. Con này thì các bác lên cho shop mã này là mã D713. D713. Con này thì em nói thật với bác luôn, hàng hiếm luôn. Đấy, cứ lên mã con này hôm nào là hết con đấy. Hàng này hàng xách tay về nên là nó số lượng của nó thì cũng có con có số lượng nhưng mà cũng có con không có đâu nhé.
D713 này. 350k. D713 350k hàng của Bentley. Một con tiếp theo này. Gucci. Gucci. Hàng đẹp luôn nhé. Gucci hàng đẹp luôn này. Gọng cũng các thứ của nó này, vuông vắn đẹp xịn sò luôn. Đấy. Hàng đẹp xịn sò luôn nhé. Con này thì hàng của nó thì hàng đẹp, chất lượng. Đấy, đúng hàng. Khi các bác nhận hàng nhà em là đúng hàng, đúng mẫu nhà em. Đấy. Con Gucci đây. Đấy, quảng cáo như nào là đúng như thế nhé. Đây các bác có thể nhìn thấy này. Nhìn rất là đẹp luôn. Các bác lên cho shop mã này là mã D714. D714 này. 320k. 320k. D714 320k bao ship. D714 320k bao ship. Một cái mã tiếp theo. Con này thì lúc đợt nọ thì nhiều người hỏi thì lại không có. Đợt này lại về số lượng rất là nhiều luôn. Prada. Prada này. Hàng này thì các bác yên tâm luôn, hàng VIP luôn. Đấy, hàng này hàng của Italy này. Cực đẹp luôn, hàng của Italy. Gọng mềm nhá, chỉnh thoải mái nhá, các bác có thể chỉnh thoải mái luôn. Đấy, những cái gọng này như em ấy thì nếu mà ví dụ nó các bác có thể ví dụ là về lúc mà nó vận chuyển ấy, nhìn nó hơi hai bên nó không cân nhau một chút thì các bác có thể chỉnh lại giúp em nhé. Đó, con này thì size kính của nó đây. Size kính của nó này. 14,6 cm. 14,6 cm. Các bác lên cho shop mã này là mã D715. D715. D715 nhé, 320k bao ship. Mã D715 này. Một mã tiếp theo này. Một em Maybach. Con này thì rất là đẹp luôn này. Con này thì rất là đẹp luôn này. Gọng của nó này. Cực kỳ đẹp. Cực kỳ đẹp luôn. Cực kỳ ok luôn. Maybach. Hàng của Italy. Maybach hàng của Italy. Size kính của nó đây. 14,2 cm. Các bác lên cho shop mã này là mã D716. D716. Maybach hàng đẹp luôn nhé. D716 này. D716 330k. D716 330k bao ship. Một cái mã kính nữa này, dành cho các chị em, không lại bảo là không có cho cái nào cho chị em này. Trắng như ngọc trinh, hàng VIP luôn. Hàng này hàng nguyên seal luôn, nhưng mà nó chỉ có cái túi này thôi. Đấy. Hàng xách tay của Italy luôn này. Đấy, cái kính nữ nhưng mà con này VIP xịn sò. Đấy, con này có cái size kính cho chị em đây. Đây em đo size kính cho các chị em luôn nhé. 14,3 cm. Vừa mặt luôn nhé, con này vừa mặt đeo rất là thích luôn này. Mà ấy của nó rất là xịn luôn, cái dòng này rất là xịn, rất là đẹp. Màu của nó là màu nhạt, màu để các bác đeo kính là kính dâm, màu trà nhé. Trên trà dưới trắng, đeo rất là ok luôn. Đấy, hàng còn nguyên túi bóng luôn. Sẽ tặng cho các bác là một theo một cái hộp VIP, theo một cái hộp xịn sò còn theo nó luôn. Nên là các bác có thể yên tâm nhé. Đấy, tặng kèm thêm cho các bác một cái hộp nữa. Đấy, hộp bất kỳ. Đấy, để các bác thể đựng vừa con kính này. Các bác lên cho shop mã này là mã D717. D717 này. D717 giá của nó sẽ là 900k bao ship nhé. D717 900k. Bao ship cho các bác luôn, hàng đẹp xịn sò luôn. D717 900k bao ship. Một cái mã sản phẩm kế tiếp. Một cái dòng máy sấy tóc của Toshiba.
Con này thì hàng của nó là hàng nội địa Nhật, sử dụng nguồn điện đó là nguồn điện 220V, công suất là 1200W. Đấy, hàng của nội địa Nhật, con này rất là xịn sò luôn, nó có thể treo, nó có cái giá này để các bác treo tường này. Rồi các bác khi bác ấy xong các bác sử dụng này. Đấy. Các bác có thể đấu trực tiếp vào ổ điện, các thứ đều rất là tiện lợi luôn. Rất là ok. Hàng của Toshiba nhé. Con này thì bên nhà em đang có mức giá của nó sẽ là 300k nhé. 300k và bên nhà em bao ship cho các bác luôn. Đấy, khi nhận hàng thì các bác kiểm tra hàng thoải mái. Hàng này thì các bác test thoải mái nhé. Khi nhận hàng các bác cắm điện vào, các bác thử cho em. Và hàng nhà em dân ý thì là các bác lưu ý là được kiểm tra hàng và phải kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhé. Bên em sẽ hỗ trợ cho các bác là thiếu hàng các thứ là chỉ có hỗ trợ khi ship có mặt ở đó. Đấy, hàng đẹp luôn. 300k với bên em bao ship máy sấy tóc của thương hiệu Toshiba. Máy sấy tóc của Toshiba có nhé. Này thì về thêm cho các bác được một ít cái dòng bình nước tưới cây này. Con này thì dung tích của nó là 2 lít nhé. Đấy, các bác có thể tưới cây, có thể làm thuốc để tưới cây này. Đấy, rất là tiện lợi luôn. Đấy, tất cả em đã test, các bác có thể nhìn thấy nước ra này. Đấy, và đây nó sẽ gồm có cho các bác bên trong của nó, em xin mở ra luôn nhé. Đấy, van này, cái bơm áp này, và đây bên trong cái bình của nó rất là dày dặn, rất là dày dặn, và dung tích của nó sẽ là 2 lít. Các bác chỉ việc về và xoáy chặt lại nhé. Đấy, và cho thuốc sâu hay là cho tất cả các thứ nước tưới bình thường vào đây cũng được, và các bác nhén cho em, và các bác nhén cho em. Đấy, khi mà các bác nước nó nhiều ấy, thì các bác nhén nó sẽ nhanh hơn, nó sẽ nhanh căng khí, và các bác bơm, và chúng ta cứ yếu chúng ta lại bơm. Con này của nó thì nó sẽ có cho các bác là mắc là 2 lít. Giá của con này thì bên shop em đang có mức giá chỉ có 100k thôi. Các bác lên cho em mã này là mã bình tưới lan, bình tưới lan nhé. 100k một chiếc bình tưới lan như thế này, hàng đẹp xịn sò luôn. 100k này trên cái này. Đấy, bình tưới lan 100.000 đồng một cái, hàng đẹp xịn sò. Cái mã tiếp theo này, một cái dòng dây câu bình này các bác này. Con này thì 2000mAh nhé. 2000mAh này. Ở đây thì nó sẽ có hai sợi, một sợi màu đỏ và một sợi màu đen cho các bác luôn này. Đấy, một sợi màu đỏ và một sợi màu đen này. Hai sợi này. Đó, thì nó sẽ thành mỗi một sợi của nó là 4m. Hai sợi nếu mà khi các bác cộng lại của nó sẽ dài ra đến 8m. Đó, để ví dụ mà khi mà các bác bình ắc quy của bác hết bình ấy, thì các bác có thể kẹp vào và các bác đè lên. Các bác kẹp vào và các bác đè lên để các bác có thể nổ xe. Để có thể nổ xe đến đi đã. Đấy. Con này thì rất là ok luôn nhé. Dòng dây câu bình này các bác có thể câu bình xe ô tô sang nhau, rất là tiện lợi luôn. Giá của nó thì mềm thôi. Con này thì chỉ có 250.000 đồng thôi. Bác nào có xe ô tô thì cũng nên cần có một cái để chúng ta để vào trong xe ô tô, nó rất là tiện lợi luôn nhé. Các bác lên cho em mã là dây, mã dây câu bình. Đấy, dây câu bình 2000mAh, sợi dây dài 4m. Đấy, giá của nó sẽ là 250k. Bao ship 250k và bên nhà em bao ship nhé các bác nhé. Cái đợt này thì giới thiệu cho chị em một số những cái mẫu mài dao. Ở đây thì có cả mài ba khe và có cả máy mài dao. Đấy, thì em xin giới thiệu cái dòng máy mài dao này trước này. Con này thì hàng này có thương hiệu của Bosch. Nó sẽ sử dụng cho các bác đó là sử dụng pin sạc. Đấy, nó sẽ cũng sẽ có một cái USB. Nếu mà các bác nào cần thì các bác có thể cắm ra trực tiếp. Đây, như thế này. Đó, thì các bác cũng có thể cắm trực tiếp vào. Và đây, con này thì nó sẽ bật. Bật này. Nó sẽ có hai cấp độ nhé, cấp độ 1, cấp độ 2 này. Đó, thì các bác chỉ việc về và các bác đặt con dao vào đây là các bác mài thôi. Nói chung cũng rất là tiện. Đấy, các bác mài dao cũng rất là tiện. Đá trong này nó có một cái bên là mịn và một cái bên là nhám. Đấy, một cái mài phá và một cái mài được. Con này thì cũng rất là ok luôn nhé, hàng của Bosch, có cả USB các thứ cho các bác. Dòng này thì chị em phụ nữ ấy, nào mà chỉ cần cắm cái điện và không cần cắm điện được. Đấy, hết điện thì chúng ta vế sạc cũng được. Đấy, các bác bật lên và các bác mài, nó sẽ có cấp độ 1 và cấp độ 2. Thì nếu mà chưa dùng quen thì chúng ta cứ dùng cấp độ 1. Đấy, còn lúc nào mà dùng quen rồi thì các bác hãy dùng sang đến cấp độ 2. Hàng xịn luôn nhé, hàng của Đức. Chất lượng của nó thì ok, các bác nhận hàng nhà em thì cứ kiểm tra hàng thoải mái. Còn máy mài dao này thì bên nhà em đang có cái mức giá của nó sẽ là 280k. Và bên nhà em bao ship toàn quốc nhé. 280.000 đồng mà bên nhà em bao ship toàn quốc cho các bác luôn. Đấy, nhận hàng ấy thì các bác cứ kiểm tra hàng thoải mái rồi các bác không phải thanh toán nhé. Mã tiếp theo này, nếu mà bác nào mà không muốn mài bằng cái máy thì các bác có thể mài bằng cái này. Đấy, các bác chỉ cần kéo dao qua thôi. Cái này gọi là mài ba khe nhé. Mài ba khe này. Con này thì thương hiệu của nó là thương hiệu của Katashiwa.
hàng của nó là hàng nội địa Nhật. Con này thì dùng cũng rất là ok, rất là tiện lợi luôn. Con này thì các bác làm ở chợ này. Đấy, những cái dòng này nó rất là nhỏ gọn nên các bác đều có thể mang đi chợ được để các bác làm. Đấy, nhất là bác nào mà bán thịt. Đấy, thì con này rất là tiện luôn. Hàng đẹp luôn nhé. Hàng đẹp luôn, thương hiệu của Katashiwa này. Đấy. Con này thì chỉ cần cầm và lấy dao lướt kéo 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 là được. Giá của con này thì nó sẽ mềm hơn. Con này thì bên nhà em đang có mức giá đó là 140k. Cái mài ba khe nó bằng tay nên là nó sẽ rẻ hơn nhé. 140k một cái. Mài dao ba khe này. Một trăm bốn mươi k, 140k một cái nhé, mài ba khe này. Đó, một cái mã kế tiếp. Bác nào mà cũng không biết biết mài bằng cái đá mài này thì là tốt nhất này, đá mài nước này. Đấy, con này thì thương hiệu của nó là thương hiệu của Katashiwa này. Con này thì nếu mà các bác nào mà mài bằng đá mài này là nó sắc nhất mà nó tiện nhất này, nhưng mà cái này lại phải biết mài thì mới mài được. Cái dòng này thì hàng của nó là hàng nội địa Nhật, nó sẽ có hai mặt, độ nhám một mặt là 5.000, một mặt là 10.000 cho các bác. 5.000, 10.000 này, hàng cực kỳ ok luôn, hàng cực kỳ ok luôn. Đấy. Con này thì nó sẽ có cái kích thước của cái đá mài nhé. Đá mài này thì viên đá mài thì em đo kích thước cho bác luôn. 18, ngang của nó là 6, dày của nó là 2,8 cm. Hàng của nội địa Nhật, con này dùng rất là ok luôn. Nó sẽ có một cái miếng lót cao su này. Đấy, để các bác đặt đây. Ví dụ các bác mài dao này thì nó không bị nó sẽ không bị trôi. Con này mài rất là thích luôn nhé. Nhà em vẫn đang mài, thực sự với các bác luôn là mài con dòng này thì nó rất là sắc, nó sắc ngọt. Nó sắc ngọt hơn nước luôn. Đấy, Katashiwa. Con này thì giá mềm thôi. 90k một viên. 90k một viên nhé. Đấy, đây là những cái mẫu đá mài nhà em này. Rất là tiện lợi luôn nhé. Đấy, quý cô bác anh chị đi qua kênh thì bớt chút thời gian cho shop em xin một nút like, một nút đăng ký kênh các bác nhé. Này thì lại về thêm rất là nhiều những cái mẫu hát Mitsure này. Hàng này còn nguyên hộp nhé. Trước kia thì hàng không có hộp nhưng hàng đợt này có cả hộp luôn cho các bác luôn. Fure H38 Pro này. Đấy. Con này thì nó sẽ gồm có cho các bác đó là hai cái mic. Hai cái mic này. Đấy. Hàng đẹp luôn nhé. Một cặp mic này. Pin. Pin nó sẽ có 3 quả. Một cái cổng chuyển đổi. Thì ở đây sẽ có 3 quả pin. Thì các bác lắp lần lượt theo thứ tự là lắp vào cái đốc chuyển đổi này này. Đấy, các bác lắp vào cái chốc đốc chuyển đổi này. Và hai cái mic. Hai cái mic thì ở đây nó có cổng sạc luôn nhé. Hai cái mic này thì ở đây nó có cổng sạc cho các bác luôn. Đấy, các bác lắp vào. Cực kỳ ok luôn, và các bác bật nguồn lên. Đó. Và các bác chỉ cần cắm cái thiết bị này vào cái âm ly hay là cái loa hay là các bác thứ. Cổng này cổng phổ thông này, các bác chỉ cần cắm vào là xong. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác sợi dây cáp sạc. Và một cái đầu chuyển đổi. Và một cái đầu chuyển đổi. Đấy. Cái nào mà có cái áo UX thì các bác cũng có thể cắm được. Đấy, các bác có thể cắm được. Hàng cực kỳ ok luôn nhé. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác đó là cái này này. Để các bác có thể sử dụng. Để vào đây. Ví dụ các bác rơi thì nó sẽ hạn chế được va đập. Hạn chế được va đập nhé. Và bật tắt này. Đấy, nó off này. Bật lên on này. Nó sẽ hiển thị phần trăm pin này, sóng các thứ này. Rất là tiện. Đó. Đấy, các bác chỉ cần tháo ra và các bác bắt là xong. Hàng của Rure, made in USA của Mỹ. Một cái bộ mic Mỹ như thế này thì bên nhà em đang có mức giá của nó cũng êm đềm thôi. 550k và bên nhà em bao ship nhé. Mic Mỹ, mic không dây, 550k và bên nhà em bao ship cho các bác cái mã này. Hàng này thì các bác yên tâm luôn, cực kỳ đẹp, cực kỳ xịn sò luôn. Cực kỳ đẹp, cực kỳ xịn sò luôn. Nhận hàng nhé, các bác lắp pin vào. Cắm thử, hát thử cho em. Được thì nhận, không nhận được thì thôi. Đấy, cho nó dễ. Đấy, và giá thì là rất là mềm rồi. Giá thì bao cho các bác là giá mềm luôn, 550k bao ship. 550k bao ship. Đấy. Một cái mã tiếp theo, nếu mà các bác khi các bác sử dụng rồi đúng không? Thì chúng ta có cái đốc sạc Licocala. Để các bác có thể sử dụng. Đốc sạc này thì là nó là đốc sạc 4 viên pin nhé. Các bác có thể lắp được từ những dòng pin bé đến dòng pin to. Đấy, những dòng pin 18650 này thì các bác đều có thể sạc được.
Đây thì em lắp cho các bác thử đi nhé. Đấy, các bác có thể sạc được thoải mái luôn. Đấy, con này thì các bác có thể 1, 2, 3, 4 viên, hay là các bác thích sạc 1 viên, 2 viên đều được. Đấy, dòng này thì nó sẽ sử dụng cho các bác này. Cái nguồn điện của các bác, nguồn điện vào là 110 đến 240V. Đây, nó sẽ có cái dây của nó đây. Nó sẽ có cái dây điện để các bác cắm trực tiếp vào cái điện lưới của chúng ta nhé. Điện 220V hay 110 đều được. Ngoài ra thì nó còn có chỗ để cho các bác cổng chờ 12V nữa. Đó. Hàng cực kỳ ok luôn nhé. Nó sẽ hiển thị phần trăm các thứ ở đây. Và con này thì bên nhà em đang có mức giá đó là 350k. Các bác có thể sạc 1 viên pin, 2 viên pin, 3 viên pin, 4 viên pin. Các bác đều có thể sạc thoải mái luôn. Và đây, ở đằng sau này thì nó sẽ có cái cỡ pin của các bác này. Máy trợ thính, máy đo nhịp tim, máy đo huyết áp các thứ đều có thể sử dụng được. Đấy, những cái tất cả những cái dòng pin của nó có thể sạc được. Rất là nhiều luôn nhé. Rất là nhiều pin các bác có thể sạc được thoải mái luôn. Giá thì rất là chi là mềm luôn. Con này hàng xịn nhé. Cái dòng này là hàng xịn. Nó rất là nhiều trên thị trường, nó có bổ là nhiều người bổ là có vài chục. Thế nhưng mà nó tiền nào vải nấy các bác nhé. 350k bao ship. Các bác lên cho em mã là đốc sạc 4 của Licocala. Đốc sạc 4 pin của Licocala 350.000 đồng và bên em bao ship. Bác nào mà không muốn sạc đến 4 pin thì ở đây nó cũng có là loại đốc sạc 2 pin. Đốc sạc 2 pin thì nó đơn giản hơn, nó chỉ có một cái sợi dây cáp sạc này. Sợi dây cáp sạc và một cái đây này. Các bác có thể sạc được pin to, pin bé nhé. Đấy. Và con này thì nó có thể làm cả, ví dụ là các bác hết pin ấy, các bác có thể làm cả sạc dự phòng. Nó có cổng út ra này. Đấy là cổng này là cổng USB. Đấy, các bác có thể làm sạc dự phòng. Rất là tiện. Hàng của Licocala. Đây. Rất là tiện luôn. Đấy, các bác có thể sạc pin mic các thứ. Rất là ok. Con này thì giá của nó mềm hơn. Con này thì chỉ bằng gần nửa tiền con kia thôi. Con này thì 200k và bên em bao ship. Đấy, con này thì đây nó cũng có thể sạc được cho các bác. Nó cũng có thể sạc được cho các bác bằng này, cái loại pin này. Đó. Các bác lên cho em mã này là mã đốc sạc 2 pin. 200k và bên em bao ship nhé. Hàng của Licocala, hàng xịn luôn. Hàng của Licocala, hàng xịn luôn. Đấy. Cắm vào. Đây là sạc vào. Còn nếu mà các bác cần thì các bác có thể cắm vào đây. Thì là lấy USB là các bác sẽ có thể làm sạc dự phòng. Những lúc bí quá các bác có thể sạc điện thoại. Rất là tiện. Hàng đẹp luôn nhé. Cái mã tiếp theo này. Một cái dòng bếp ga. Con này thì thương hiệu của nó là thương hiệu của Paloma. Đấy, hơi bụi tí. Hơi bụi tí nha em, để đây nó hơi bụi. Quên trước khi ấy xin lo cho các bác. Con này thì riêng dòng Paloma lúc nào cũng thế, nó sẽ có cái chắn khói ở đây. Đấy, chỉ có Paloma nó mới có rồi nhé. Đấy, cái này là bụi thôi, chứ không có gì cả. Bụi thôi nha các bác nhé. Đấy, còn bếp này. Con này là phím xoáy này. Rất là ok luôn. Rất là ok luôn nhé, phím xoáy. Hàng đẹp luôn. Đấy, các bác có thể tăng giảm ga này. Rất là tiện lợi. Con này cũng có lò nướng luôn. Có lò nướng luôn này. Cực kỳ ok luôn nhé. Tất nhiên là sẽ có tặng kèm thêm cho các bác đó là lưới chống chuột. Tất nhiên là sẽ tặng kèm thêm cho các bác là lưới chống chuột rồi. Nên là các bác có thể yên tâm. Đấy, lưới chống chuột bằng inox nhé. Lưới xịn luôn. Đó. Con này thì nó là phím xoáy. Nên là kích thước của nó rất là nhỏ gọn. Chiều ngang của nó sẽ là 56cm. Nhân với một chiều này của nó sẽ là 39cm. Con này tổng chiều cao của nó sẽ là gần 18. Đời con này nó sẽ là đời 2021 nhé các bác nhé. Bếp chống cháy nồi này. Vặn nhẹ ga là lên này. Ga rất là đẹp luôn. Vặn nhẹ ga là lên, ga rất là đẹp luôn nhé. Đó. Hàng này thì giá của nó sẽ mềm hơn những dòng phun chức năng kia. Như mấy con phun chức năng thì nó sẽ cao hơn. Còn con này nó không có phun chức năng. Mặt của nó cũng là mặt men. Nên là các bác dùng, các bác cũng rất dễ vệ sinh luôn. Các bác lên cho em mã này. Đó là mã Q6. Q6 Q6 1.900.000 bao ship luôn. Q6 1.900.000 bao ship. Một con tiếp theo. Con này cũng là Paloma, phím ấn này. Đấy, phím ấn nhé. Ga rất là đẹp luôn, rất là xanh. Bếp chống cháy nồi này. Tất cả bếp ga nhà em đều một cặp bếp chống cháy nồi hết. Đó, tặng kèm theo pin và là lưới chống chuột rồi. Con này thì rất là ok luôn, lò nướng của nó đây. Lò nướng con này đây.
bên trong này sạch sẽ luôn. Đấy, các bác có thể nhìn thấy lưới chống chuột có thứ bắt gọn ghẽ cho các bác luôn, đẹp chứ không phải là xấu đâu, nên là các bác có thể yên tâm. Hàng này cực kỳ ok luôn nhé. Kích thước của con bếp này đây, nó sẽ rơi vào 59 nhân với một chiều của nó là 41, chiều sâu của nó sẽ là 18 cm. Bếp ga này của nó, đời của nó sẽ là đời 2021 nhé, đời 2021, hàng cực kỳ đẹp luôn. Đấy, con này thì các bác về chỉ việc cắm ga vào thôi, chỉ việc cắm ga vào là dùng thôi. Con này các bác lên cho em mã này là mã Q7 nhé, phím ấn 2.100.000 đồng, Q7 2.100.000, bao ship luôn, mã Q7 này. Đấy, phím ấn gà các bác có nhìn thấy gà rất là đẹp luôn, xịn sò đẹp, chất lượng luôn. Nhận hàng nhà em ý, thì các bác yên tâm luôn, kiểm tra hàng thoải mái rồi các bác mới phải thanh toán nhé. Đây cực kỳ ok luôn này, bếp ga Paloma. Một cái mã bếp ga tiếp theo này, một con Nobit, cái ga Nobit này. Con này thì phun chức năng, hàng Nhật bãi nhé, hàng nội địa Nhật, gà xanh đét đẹp luôn. Đấy, bên này là chế độ nấu cơm này. Đấy, các bác có thể nấu cơm này. Bên này có chế độ đun nước này, hầm nấu các thứ này. Đấy, lò nướng 2 tầng lửa này, lò nướng 2 tầng lửa, hẹn giờ được. Đấy, lò nướng 2 tầng lửa, cực kỳ ok luôn. Đó, khay lò nướng này, bên trong lò nướng của nó cực kỳ sạch sẽ. Và tặng kèm thêm cho các bác là lưới chống chuột, bắt cũng cực kỳ ok luôn. Đấy, cực kỳ chỉnh chu. Đó, hàng này hàng cực kỳ đẹp luôn rồi. Con này có một cái điểm đó là đây, không che giấu gì luôn nhé, em dán cái giấy này vào thôi, nó hơi bị mất cái màu sơn của nó tí này. Đấy, nó hơi xước sơn một chút. Đấy, thôi để em bỏ vứt ra luôn cho đỡ mất thẩm mỹ. Con này thì đời của nó là đời 2021, con này bị xước một chút ở đây. Đấy, giá của nó thì các bác lên cho em mã này là mã Q7. Q7 2.400.000. Bác nào mà không quan trọng ngoại hình ý, thì các bác có thể lấy con này. Đấy, vì hoặc là lấy con kia cũng được. Con này thì vuông vắn nhé, vuông vắn nhưng mà mất cái mặt này. Đấy. Q7 2.400.000. Bao ship luôn nhé, bao ship toàn quốc luôn, các bác có thể nhìn thấy này. Ga lên rất là xanh, ga rất là xanh, rất là đẹp. Đun những cái dòng này thì tiết kiệm ga, các bác yên tâm luôn. Bếp chống cháy nồi cũng đầy đủ luôn nhé, bếp chống cháy nồi, chế độ an toàn của nó, ngắt ga, tự động ngắt ga các thứ, rất là ok luôn. Hàng nội địa Nhật đây, Tokyo ga này, này vẫn còn số điện thoại của tổng đài ga của Nhật luôn. Hàng xịn sò luôn, nguyên đai, nguyên kiện, nguyên bản. Q7 2.400.000 bao ship. Cái mã sản phẩm tiếp theo, một cái dòng ấm nước siêu tốc này, các bác có thể nhìn thấy thương hiệu của nó là thương hiệu của Kaper, Kalapen. Hàng của nó thì hàng của Germany của Đức này, Made in Germany này. Con này thì nó sẽ có công suất cho các bác đó là điện sử dụng điện 200-240V này, công suất 1850-2200W, dung tích của nó là 1.7 L. Hàng đẹp của Kaper luôn. Đấy, hàng đẹp luôn nhé. Con này thì đây, các bác có thể bỏ nắp ra. Đấy, rất là tiện luôn, các bác có thể tận dụng. Nếu mà như kiểu các bác ở ký túc xá, như kiểu bọn em ngày xưa ở bộ đội, đi bộ đội thì là có thể nấu mì tôm hoặc ăn lẩu luôn ở trên cái này cũng vẫn được. Đó, rất là tiện lợi luôn nhé. Đây, hàng đẹp xịn sò luôn, hàng đẹp xịn sò luôn nhé. Con này thì bên nhà em đang có mức giá của nó thì cực kỳ mềm luôn, 520.000 đồng, 520.000 đồng một con ấm siêu tốc của Kaper này. Và bên nhà em bao ship nhé, 520k một cái dòng ấm đun nước siêu tốc Đức, ấm đun nước siêu tốc Đức, và bên nhà em bao ship cho các bác luôn. Giá của các bác yên tâm luôn là giá mềm. Đấy, đế này, bộ của nó sẽ gồm cho các bác một đế và một ấy như này. Đấy, khi các bác nhận hàng thì các bác yên tâm luôn, 520k bao ship, ấm đun nước siêu tốc Đức. Đấy, một cái mã tiếp theo, con này cũng rất là xịn sò luôn này. Con này thì thương hiệu của nó là thương hiệu của Le Beng Lang. Đấy, cũng là một cái thương hiệu của Đức, các bác có thể tìm hiểu. Con này thì nó sẽ là ấm nước siêu tốc kính này. Dung tích của nó sẽ là 1.8 L là mắc. Đến đây là 1.8 L rồi nhé. Còn trên này nó vẫn sử dụng được nữa. Thế nhưng mà chúng ta chỉ nên đun 1.8 L thôi. Nên trên này đun được nữa thì nó sẽ giàn, nó sẽ trào ra ngoài này, nó không tốt. Đấy, ở đây thì đây, các bác bật nắp lên. Đấy, hàng này thì hàng đẹp luôn. Đây, các bác có thể thấy đây. Hàng này của đây này, ở Germany này. Hàng Germany.
Con này thì nhà máy đặt tại Trung Quốc nhé. Đấy, lưu ý rõ ràng thế. Con này thì giá mềm thôi. Con này thì bên nhà em đang có mức giá đó là 400k và bên nhà em bao ship nhé. Các bác lên cho em mã này là mã siêu tốc Le Beng Lang hoặc là siêu tốc kính Đức. Kính Đức 400k và bên nhà em bao ship, hàng đẹp luôn nhé. Hàng đẹp xịn sò luôn, con này đun rất là sướng luôn. Nó cũng có đầy đủ cả bộ luôn nhé. Nó sẽ đầy đủ cả bộ cho các bác là cả cái kính các thứ này. Đấy, và đây, nguyên hộp. Con này thì còn nguyên hộp nhé. Đấy, Electrician này. Đấy, Le Beng Lang của Đức. Công suất của nó là 1850 đến 2200W, dung tích là 1.8L. Hàng đẹp luôn, nguyên hộp. Đấy. 400k vào bên nhà bao ship. Cái mã sản phẩm tiếp theo này, một cái dòng bình đựng rượu này. Đó, hàng cực kỳ ok luôn các nhé. Đấy, bình đựng rượu con này có USA này. Dung tích của con này thì tầm 2 lít. Đấy, tầm 2 lít, hơn 2 lít đấy. Đây. Mở nắp ra. Đó, rất là xịn sò luôn, để các bác rót rượu các thứ này. Hàng của USA này, Marine USA của Mỹ này. Con này thì nó sẽ có cho các bác đó là một cái bao da để các bác đựng rượu, đựng bia, đựng nước thì đều rất là tiện. Như cái này mà đi mà mùa hè nóng mà đi làm khoảng đôi lít bia mà cho vào đây thì quá tuyệt vời. Đấy, con này thì đây, các bác sẽ cho vào trong cái túi này cho em này. Đấy, nó túi bao da của nó này. Đó, đầy đủ túi đeo các thứ nhá. Nó sẽ đầy đủ túi cho các bác đeo. Đấy, rất là đẹp luôn nhá. Đấy, có cả cốc Huy ở Việt Nam luôn này. Đậy lại. Đẹp xịn sò. Có túi, có cái đeo. Con này thì hàng đẹp luôn nhá. À, bên nhà em đang có mức giá của nó sẽ là 220.000 đồng. 220.000 đồng và bên nhà em bao ship cho các bác nhé. 220.000 đồng và bên nhà em bao ship cho các bác. Các bác lên cho em mã này là mã bình đựng nước. Bình đựng nước nhé. Đấy, bình đựng nước 2 ly, hàng tầm 2 lít, hàng của Mỹ. Đấy, hàng xịn sò luôn, USA. Đẹp xịn sò. Đấy, bình của cái bao da này là mình tự làm nhé. Hàng đẹp luôn, CCP này. Bỏ vào đây, rất là tiện luôn. Bình nước Mỹ 220.000 đồng và bên em bao ship. Này, về thêm cho các bác đó là một cái dòng cục sạc dự phòng này. Con này của nó thì là hàng của nội địa Nhật, Made in Japan, hàng còn nguyên siêu nhé. Hàng mới luôn. Đấy, hàng mới luôn này. Rất là tiện lợi luôn, để các bác cầm đi đâu đó làm sử dụng rất là ok luôn. Ngoài con này thì đây, hàng tất cả đều hàng mới, con này em đã bóc sẵn rồi để kiểm tra hàng cho các bác. Trước khi gửi hàng tất cả thì em sẽ phải bóc ra để em kiểm tra nhé. Đấy. Nó sẽ có cho các bác đó là đây, một cái số những cái USB để các bác có thể sử dụng ngoài đều được. Đấy, cổng Type-C. Cổng Type-C sạc vào, nó sẽ có sợi dây cáp này cho các bác này, để các bác có thể sạc vào này. Và đây thì nó sẽ có 3-4 cái cổng ra. Một đầu tiên một cái cổng ra này. Đấy. Thứ hai đó là một cái cổng thường, cổng Type-C và cổng của iPhone. 4 cái cổng ra. Hàng của nó là thương hiệu của nó là hàng nội địa Nhật. Đây, thương hiệu của nó là Nissan, là hàng nội địa Nhật Japan này. Con này có sạc không dây luôn nhé. Và con này thì nó sẽ là dung tích pin của nó là 50.000 mAh. Hàng đẹp luôn. Giá của con này thì bên nhà em đang có mức giá của nó sẽ là 350k. Và bên nhà em bao ship toàn quốc luôn. 350.000 đồng và bên nhà em bao ship toàn quốc cho các bác luôn nhé. Đấy, các bác lên cho em mã này là mã sạc dự phòng. Sạc dự phòng 350k bao ship. Đấy, nó đã có sẵn 4 cái sợi dây cho các bác rồi. Hàng mới luôn, nội địa Nhật. Đấy, 4 sợi dây. Hàng xịn sò luôn nhé. Một cái mã sản phẩm máy hút bụi này. Con này thì cực kỳ ok luôn. Vừa hút được vừa thổi bụi được các bác nhé. Con này thì rất là tiện để các bác mà ví dụ là nhà các bác nào mà vệ sinh ban thờ, hay là các bác có ghế sofa, hay là trên ô tô ấy, thì rất là tiện luôn. Đây, các bác sẽ lắp vào đây. Đấy, lắp vào rất là đơn giản thôi nhé. Lắp vào rất là đơn giản thôi. Đây là một cái đầu hút này. Đấy, đây là một cái đầu hút này. Đó, các bác lắp những cái bộ phận này vào và các bác bật máy. Hút rất là mạnh luôn. Nó hút rất là mạnh luôn nhé. Đây, các bác có thể nhìn thấy này, em đang thử trực tiếp với gạo này. Đấy, hút rất là ok luôn này. Đấy, rất là sạch sẽ luôn nhé. Nó hút bụi, hút gạo này. Các bác biết rồi đấy, ai chắc ai biết là hạt gạo nó rất là nặng, thế mà nó hút vào đây rất là dễ dàng. Đó, các bác muốn vệ sinh xong, các bác muốn đổ ra vệ sinh thì các bác chỉ cần việc là đổ ra là xong. Con này không có những cái tác dụng là hút bụi, các bác có thể cả thổi cả bụi được nữa. Nhiều khi là những cái khe cửa hay là trên ghế sofa hay trên ô tô ấy của các bác mà nó bị bụi đấy, thì chúng ta lắp vào đằng sau này và các bác vào đây đấy, các bác thấy không? Gạo bay rồi này. Đấy, em không muốn nó bay lung tung. Đấy, vừa hút vừa thổi bụi được, rất là tiện lợi luôn.
Cái dòng này thì thương hiệu của nó là thương hiệu của Tamashio, hàng của nội địa Nhật Made in Japan. Con này thì bên nhà em đang có mức giá của nó đó là 200.000 đồng, 200k và bên nhà em bao ship luôn nhé, 200k và bên nhà em bao ship toàn quốc cho các bác luôn. Máy hút bụi, máy hút thổi bụi của Tamashio. Đấy, hàng nội địa Nhật, nhận hàng nhà em các bác cứ kiểm tra hàng thoải mái rồi các bác phải thanh toán. Đấy, rất là tiện lợi luôn. Đây, lắp vào. Hút cực kỳ khỏe luôn. Đó, các bác đang xem video thì bớt chút thời gian cho shop em Dân Trịnh xin một nút like nha các bác nhé. Cái mã tiếp theo này, nồi chiên không dầu. Đấy, nồi chiên không dầu của Đức này, thương hiệu của nó là thương hiệu của EI3 này. Đấy, hàng của Germany. Hàng của Germany này các bác này. Hàng cực kỳ ok luôn nhé. Con này thì đây em sẽ xin review cho các bác luôn. Xem là trong cái nồi chiên không dầu này nó sẽ có cái gì. Hàng của nó là khi các bác nhận hàng của nó là sẽ là hàng mới nhé. Nguyên hộp. Hàng mới của nó sẽ là nguyên hộp này. Đó. Dây điện này. Em bỏ vào hộp ra đã nhé. Đấy. Hàng của Design Germany của Đức. Hàng này thì các bác có thể chiên được cá này, thịt này, thịt gà này. Nói chung là rất là nhiều thứ. Đấy, con này thì đây, cái chỗ mở ra của nó đây. Để em bóc luôn cho các bác nhé. Nó là hàng mới luôn, nên là nó sẽ còn nguyên siêu. Đấy, thỉnh thoảng thì cũng có một số cái để em bóc ra để em kiểm tra xem là cái hàng của nó như thế nào nhé. Thì nó sẽ mất cái bóng này. Nhưng mà gần như là em sẽ cố gắng để lại cho các bác luôn. Các bác về nó sẽ các bác sẽ tự lắp vào. Các bác sẽ tự lắp cái quai này vào của nó này. Đó. Con này thì của nó sẽ có cái kích thước của nó đây. Kích thước của nó sẽ là 20 x 20 chiều sâu của nó này. 20 x 20 sâu của nó sẽ là 12 cm. Sâu của nó sẽ là 12 cm nhá. Hàng đẹp luôn các bác nhá. Đấy, các bác về nhé, nó là hàng mới nguyên nên là con này thì các bác sẽ tự lắp cho em cái quai vào đây. Lắp cái quai này thì cũng rất là đơn giản thôi, cũng không có gì khó hay phức tạp cả. Các bác chỉ cần cởi cái tổ bóng này ra như này này. Đấy, các bác đặt vào. Đấy, các bác xoay. Đây. Các bác xoay xuống. Thế là xong. Thế là xong nhá, là nó đã có cái tay nắm này cho các bác rồi. Con này thì dung tích của nó sẽ là 5 lít. Đấy, dung tích của nó sẽ là 5 lít. Hàng đẹp luôn nhá. Đấy. Con này thì bên nhà em đang có cái mức giá của nó cực kỳ ưu đãi luôn. Con này thì thực sự nếu mà các bác mua mới thì đâu ra đó nó sẽ rơi vào khoảng 1 triệu đến 1 triệu 2 thì tùy từng shop người ta bán. Nhưng mà hôm nay em sẽ ôm được một cái lô thanh lý về khoảng 1.000 con như này. Đấy, ở trong kho có khoảng 1.000 con như này luôn. Giá của nó bên nhà em thanh lý cho các bác với cái mức giá đó là 550k thôi. 550k. Và bên nhà em bao ship toàn quốc nhé. Nhận hàng nhà em ý là các bác kiểm tra hàng thoải mái. Và hàng này có bảo hành cho bác trong vòng 6 tháng. Bảo hành đổi mới cho bác trong vòng 6 tháng đầu luôn. Hàng cực kỳ đẹp luôn, các bác có thể nhìn thấy. Cực kỳ đẹp và cực kỳ ok luôn nhé. Đấy, các bác nào muốn vệ sinh rửa giấy thì các bác có thể bỏ nó ra để các bác vệ sinh rửa giấy. Đấy, hàng đảm bảo cho các bác luôn nhé. Nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái. Nồi chiên không dầu của Đức 550k và bên nhà em bao ship nhé. Đấy, các bác có thể chiên trước các thứ ra, hàng thoải mái luôn. Cái mã sản phẩm tiếp theo này, bên nhà em còn một số những mẫu nồi luộc gà này. Con này thì còn ít thôi, hôm nay giá còn cho các bác cũng rất là mềm luôn nhé. Đây, cân trọng lượng luôn cho các bác luôn. Đấy, tổng trọng lượng con này là 1,8 cân, nồi inox nhé. Về cho các bác test nằm chân thoải mái luôn. Con này thì nó sẽ có cho các bác cái kích thước của nó đây. Đo cho các bác kích thước luôn nhé. Nó sẽ rơi vào 32 cm. Chiều sâu của con nồi này 19, 32 sâu 19 cm. Đấy, vung rất đàng hoàng nhé. Khi các bác nhận hàng các bác kiểm tra hàng thoải mái cho nhà em luôn. Đấy, nồi inox đáy bằng. Đáy bằng này. Hàng cực kỳ đẹp luôn. Con này thì ở bên nhà em đang có mức giá nồi 3 nãy là 3 mấy nhỉ? 30 hay 32 nhỉ? Đo lại quên mất. Phủ bì của nó là 32 cm nhé. Phủ bì của nó là 32 cm. Đấy, lọt lòng của nó thì chỉ có 30 thôi. Lọt lòng của nó là 30, quên. Đấy, thì các bác lên cho em mã này, mã nồi 30. Tính theo lọt lòng thôi. Nồi 30. Con này bên nhà em đang có mức giá đó là 350k. Nồi 30, 350.000 đồng. Và bên nhà em bao ship toàn quốc cho các bác luôn nhé. Nhận hàng các bác kiểm tra hàng thoải mái luôn. Một con tiếp theo này. Đây.
2 cân tư, suýt sót 2 cân tư, chưa được 2 cân tư đâu nhưng mà suýt gần 2 cân tư. Con này thì kích thước của nó đây. Phủ bì của nó là 34 cm và lọt lòng của nó là 32, hơn 32 một chút đấy, nhưng thôi cứ tính là 32. Độ sâu của nó đây. Hai mốt phẩy năm cm. Hàng đẹp luôn nhé, hàng đẹp luôn, song inox, nồi inox. Con này thì các bác luộc gà thoải mái luôn, vung vùng các thứ này, ái xịn xò luôn. Đấy, hàng này thì rất là đẹp luôn và các bác đun luộc rất là chắc chắn. Con này thì bên nhà em đang có mức giá của nó, các bác lên xem mã này, mã nồi 32 450.000 đồng, nồi 32 450.000 đồng và bên nhà em bao ship nhé, ái bao ship toàn quốc luôn. Này lại về cho các bác một cái dòng cuộn Zulo tưới cây. Cuộn này thì đây, để em bóc ra cho các bác luôn nhé. Hàng này thì thương hiệu của nó là hàng Le Beng Lang của Đức nhé. Còn nguyên hộp luôn này. Đấy, hàng em còn nguyên hộp này. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là đầu tiên là những cái tay xịt này. Đấy. Con này thì các bác có thể kéo đi được nhé. Cái này các bác có thể cuộn lại được này. Đấy, nó là cuộn Zulo. Đấy, cuộn Zulo để các bác có thể tưới cây, cuộn lại và kéo đi. Và đây các bác về các bác bắt hai cái đầu này thì nó như nhau, hai cái đầu này thì nó như nhau này, nên là các bác muốn bắt cái đầu nào vào cái đầu nào thì cũng được, bắt đầu vào hay là đầu ra thì đều được nhé. Các bác về các bác xé cái bóng ra, các bác lấy cái vòi xịt của nó này. Đấy, vòi xịt của nó cũng rất là nhiều chế độ nhé. Đấy, rất là nhiều chế độ này, các bác lắp vào xịt. Còn đây là cái có hai chế độ vòi xịt này. Đấy, hai chế độ vòi xịt. Còn đây là một cái đầu nữa để các bác kết nối vào đây, để các bác bắt vào cái vòi nước ấy. Bắt vào cái vòi nước thì ở đây nó sẽ có các cái cỡ gen của nó để các bác bắt thoải mái vào các cái vòi nước. Con này thì kích thước của nó, dây của nó là dây 10 mét ấy. Đây, các bác có thể tháo cái này ra. Đấy, các bác có thể tháo ra cái này, là đầu này là kết nối, các bác kết nối vào với cái vòi nước này. Các bác chỉ cần dỡ ra thôi. Dỡ ra thì để nó cũng có khoảng 2 mét để các bác ra cái vòi nước. Còn đây, trong này là nó là một cuộn Zulo, các bác chỉ rút ra. Rút ra. Rút ra. Hàng của thương hiệu ở Le Beng Lang, hàng của Germany của Đức này. Đấy, dùng xong thì các bác lại cuộn lại. Dùng xong các bác lại cuộn lại. Rất là tiện luôn nhé. Đấy, rất là tiện luôn. Hàng xịn sò luôn. Đấy, nó có rất là nhiều cái độ đầu vòi và cái chế độ tưới cây khác nhau. Con này thì hàng mới nguyên hộp. Bên nhà em đang có mức giá đó là 600.000 đồng nhé, 600k một con này, và bên nhà em bao ship cho các bác luôn, và bao ship là bao ship toàn quốc luôn. Đấy, đây là em ghi giá vào đây luôn, 600k bao ship toàn quốc. Nhận hàng nhà em nhé, là các bác kiểm tra hàng thoải mái rồi mới phải thanh toán. Đấy, đúng như hàng, đúng như nhà em quảng cáo luôn. Đấy, một cái mẫu nữa, một cái mẫu tưới cây nữa cũng là của Nhật luôn này. Đây, con này thì nó lại nhỏ gọn hơn, con này thì nó không có không có Zulo, không có cuốn trước gì cả, nó chỉ đơn giản là như này thôi. Đấy, đầu vòi của nó thì đây, con này là của Nhật, một con là của Đức, con kia là của Đức, con này là của Nhật, hai loại luôn nhé, cũng có này. Đó, đầu này có nó này, và cái đầu này thì các bác kết nối vào cái vòi nước này. Đấy, này, các bác muốn kết nối đầu nào với đầu nào cũng được, các bác muốn kết nối đầu nào vào với đầu nào cũng được. Đấy, còn cái này thì là các bác kết nối vào cái đầu của cái vòi xả nước ấy, rồi các bác vặn vào đúng như kiểu là các bác lắp máy giặt ấy. Đấy, rất là tiện lợi luôn nhé. Đây, con này thì đây, các bác lắp như nào cũng được, lắp vào đầu nào cũng được. Đấy, thì rất là tiện, rất là ok luôn. Con này của Nhật, dây 10 mét, hàng nội địa Nhật, dây của nó là dây 10 mét. 10 mét, giá của con này nó sẽ là 550.000 đồng, 550k ở bên em bao ship nhé. Các bác lên cho em mã này là mã vòi tưới cây của Nhật, vòi tưới cây của Nhật. Còn đây là tưới cây của Đức, tưới cây của Đức thì nó có cả cái vòng xoay, cả cái Zulo. Còn con này thì nó là cuộn tay thôi, cuộn tay, nó không có Zulo, các bác chỉ cần việc cuộn vào đây là xong. Đó, 550k vào bên nhà em bao ship cho các bác luôn nhé. Đấy, nhận hàng nhà em là các bác kiểm tra hàng thoải mái. Cái mã sản phẩm tiếp theo này, một cái dòng cân sức khỏe có thương hiệu của Akiko, hàng của Nhật. Con này thì cực kỳ xịn sò luôn nhé, các bác có thể cân thoải mái luôn. Đấy, khi các bác nhận hàng của nó là hàng nguyên hộp mới như thế này. Đấy, còn đây, hàng nhà em đã lắp vào. Hàng nhà em đã lắp vào, em test cho các bác luôn đây rồi. Đấy, các bác lắp vào nhé. Ở đây ở dưới này nó sẽ có chỗ để các bác lắp pin.
lắp pin này. Đấy, em đã lắp sẵn cho các bác rồi. Và đây, các bác để em xin phép em đứng lên nhé. Đây. Đấy, các bác lắp vào, các bác đứng lên là nó sẽ hiển thị cho các bác luôn này. Đấy. Các bác lưu ý nhé là phải để bốn cái chân nó cân với nhau. Đấy. Và các bác giẫm lên cân này. Đấy, hôm nay hôm qua no thì là 59. Hôm nay là 58,85. Đấy. Thì cái độ cân của nó cũng rất là chính xác luôn nhé. Đây. Mặt của nó sẽ là mặt kính cường lực. Mặt của nó sẽ là mặt kính cường lực này. Hàng cực kỳ ok luôn. Con này thì nó có hiển thị phần trăm pin và cân nặng của các bác ở đây. Và nó có cả đo nhiệt độ, nhiệt độ của cái thời tiết. Đó. Hàng của nó là hàng của Nhật nhé. Con này hàng xịn luôn. Akio này. Akiko này. Giá của nó sẽ là 300.000 đồng. Và bên nhà em bao ship. Đấy, các bác bỏ ra ấy, thì nó sẽ tự tắt. Không có đứng lên nó sẽ tự tắt. Còn nếu mà khi các bác đứng lên, đấy, thì nó sẽ lại hiển thị lại. Đấy, nó sẽ lại hiển thị lại cho các bác này. Đấy, các bác đứng hai chân lên hai bên này thì nó sẽ hiển thị lại cho các bác. Còn các bác không đứng nữa một chút nó sẽ tự tắt cho các bác luôn. Hàng đẹp luôn nhé các bác nhé. Đấy, các bác lên cho em mã này là mã cân sức khỏe. Hàng mới full hộp. Hàng mới nguyên hộp như này. Rất là tiện lợi luôn. Cân sức khỏe để các bác tập yoga, tập thể dục xong các bác giảm béo này thì nên có một cái ở nhà để theo dõi cân nặng của mình nhé. Một cái mã sản phẩm kế tiếp, một cái dòng bếp từ của thương hiệu Hikari, hàng của Nhật, công suất 2000W, công suất 2000W này. Con này thì nó là sử dụng điện 200-240V, trọng lượng của nó là 3kg, Electrolux, đấy, Hikari. Bên trong của nó này, hàng còn nguyên hộp nhé. Đây. Con này bếp từ này thì các bác ăn lẩu cái thứ thì rất là tuyệt vời luôn này. Đó. Đây. HR19 này. HR19 này. Cực kỳ đẹp luôn. Đấy, hàng của Hikari, hàng của nội địa Nhật Made in Japan này. 2000W. Đấy, điện 220V đến 240V. Đấy. Hàng xịn sò luôn nhé. Hàng xịn sò luôn. Con này thì kích thước của bếp từ thì nó cũng tương đối là nó như nhau thôi, nhưng mà thôi em cứ đo lại cho nó yên tâm. Ngang của nó là 28. Dọc của nó là 35 cm. Ngang 28, dọc 35 nhé. Và giá của nó bên nhà em đang có mức giá đó là 750.000 đồng. 750.000 đồng một cái bếp từ Hikari của Nhật. Và bên nhà em bao ship toàn quốc cho bác luôn. Nhận hàng nhà em là các bác kiểm tra hàng thoải mái nhé các bác nhé. Nên là các bác yên tâm. Rồi thì shop em vừa mới giới thiệu đến các bác một số những mẫu sản phẩm nhé. Cảm ơn các bác đã xem video của em. Em Dân xin phép được dừng video tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn.